Lô lô, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nghe rõ trả lời. Ngày hôm nay thì như tiêu đề chúng ta nói về một trong những chai nước hoa đang rất rất hot ở bên nền tảng TikTok. Và nó cũng được rất nhiều người review và đặt câu hỏi rằng em nó có thực sự ngon không? Đó chính là trà nhài của Meet Bangkok Another Tea. Một trong những chai nước hoa rất rất hot ở trong cái tầm giá loanh quanh dưới 2 củ khoai. Và ngày hôm nay thì xin phép được chia sẻ cảm nhận của mình về em nó, xem nó có những cái điểm gì ok về một mùi trà và những cái điểm gì mà mình cảm thấy nó còn đang hơi lấn cấn một tí. Toàn bộ xin phép được chia sẻ. Bắt đầu. Đầu tiên nói về thương hiệu Meet Bangkok thì nói thật là tôi không hề biết một sản phẩm nào của nhà Meet Bangkok. Tại vì đây là một nhà nước hoa đến từ Thái Lan. Và Thái Lan thì có một cái thương hiệu cũng đã nổi khá lâu, có thay đổi về phần ngoại hình. Đó chính là cái nhà Butterfly, hay gọi là bướm Thái. Nó có khá là nhiều con. Và sau đó thì cũng còn một vài nhà nữa như là Trangor các kiểu. Nhưng mà mình nói thật là không thực sự quan tâm lắm đến anh em láng giềng lẩu Thái của chúng ta. Mà hiện tại thì mình cũng đang có khá là nhiều những cái kế hoạch về những cái thương hiệu nước hoa Việt, vì thời gian gần đây những thương hiệu nước hoa Việt đang làm khá tốt, đặc biệt là những cái sản phẩm sữa tắm, tất cả những thứ liên quan đến mùi hương. Và rồi mình nghe được câu chuyện rằng anh ơi, Another Tea của Meet Bangkok ngon lắm. Ngoài ra thì nhà này còn có một chai nữa, đó là Toots Rain, một trong những chai nước hoa gọi là chạm vào mưa, rất là mát mẻ. Thì nếu như mà video này anh em quan tâm và mọi người xem nhiều like, nhiều view thì tôi có thể gọi là mua cái chai gốc về để tôi review với mọi người. Lần này cũng hơi câu view, câu like một tí. Và chúng ta có thể ngó qua một xíu về cái phần thiết kế. Đây, các bạn có thể nhìn thấy phần thiết kế của em nó khá là tối giản. Và chai này thì là chai 60ml. Mà có một cái điều mà mình thích ở cái phần thiết kế chai nước hoa này, đó là khi mà chúng ta cho chai nước hoa vào cái hộp này thì nó rất là khít, và cảm giác cái hộp này nó khá là giống những cái hộp của nhà Tom Ford ở cái line chai 50ml. Đây, các bạn đậy vào nó rất là khít và nó không hề có một tí dịch chuyển nào. Ngoài ra thì cái nắp này họ đậy vào cũng rất là chặt, thế nên là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm khi mà đậy nắp. Tất nhiên là khi mà rút ra nhà, để tôi để vào thử xem rút ra nhà nó tuột không. Tuột. Đó, và cái phần vỏ hộp này thì họ làm những cái vân như thế này. Đó, các bạn nhìn trông khá là xịn sò. Đánh giá về packaging thì cái phần vỏ hộp đã rất là ok rồi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy đó chính là chai nước hoa này nó có một cái đáy rất dày, và size thì là size 60ml, một cái khai, một cái dung tích khá là lỡ cỡ của mấy ông Thái Lan ngày xưa, Butterfly cũng thế. Và cái phần chai thì làm dày, nhưng cái phần nắp này mình có gợi nhớ tới một thương hiệu nước hoa, đó chính là Latijang, một trong những thương hiệu khá nổi tiếng. Đây, nắp này thì cũng rất là cứng cáp và khá là giống nắp của Latijang. Về phần chai thì không giống, nhưng mà ui, mình vừa mở ra một phát thì ngửi thấy mùi rất rất rõ. Thì test qua một xíu về vòi xịt nhé. Đây, vòi xịt thì phun sương khá ổn như các bạn có thể nhìn thấy. Tóm lại là chấm về phần thiết kế thì khá ổn. Con này ở tầm thiết kế tầm 8/10 đến 9/10. Tiếp tới thì chúng ta đến với phần mùi hương của em nó. Đây là một trong những cái yếu tố mà mình rất là muốn chia sẻ kỹ với các bạn. Thì như lúc nãy mình xịt cái mùi hương này ra, vòi rất ổn rồi. Và cái mùi đầu tiên mà mình ngửi thấy đó là mùi nhài. Một mùi nhài lên cực kỳ rõ, chứ không phải như những chia sẻ đó là mùi trà nhài. Với mình thì em này lên đậm mùi nhài. Và nếu như mà khi mà các bạn xịt ý, thì cái lượng dui lúc ấy nó bắn ra, nó bay theo cái luồng gió lên mũi mình, thì mình ngửi thấy cái mùi nhài hơi hướng bút sáp màu rất rất rõ rệt. Nhưng nếu như ngửi ở cái phần tay xịt thì mình lại thấy một cái mùi thơm của nhài rất là ngào ngạt. Nhưng có một cái điều đó là mình có một cái đoạn quay
bằng điện thoại của mình ở cái quán cà phê mà mình hay ngồi, mình hay rất là hay kể với mọi người về quán cà phê này. Thì hôm trước thì anh mình có mua một cái cây hoa nhài rất to và đẹp, và ngày nào sáng nào mình vào mình cũng ngồi cạnh cái cây hoa nhài đó và mình ngửi cái mùi. Tại vì ban ngày ấy, lúc mà sáng sớm bọn mình ngồi cà phê được tầm 7 giờ thì cái mùi nhài rất là rõ rệt và rất là đậm. Thì khi mà mình ngửi cái mùi nhài ở ngoài tự nhiên ấy, thì cái mùi nhài ngoài cái nét thơm đặc trưng của hoa trắng của nhài ra thì còn nhận thấy một cái nét xanh hơi đắng đắng rất là rõ rệt. Và tổng hòa nếu như cái mùi hương các bạn ngửi ở ngoài nó có một cái sức sống, một cái nét tươi rất là rõ, như kiểu là những cái bông hoa được căng tràn tưới nước vậy. Còn đối với mít Bangkok thì khi mà mình xịt ra thì ngoài cái nét nhài ra thì cảm giác rằng cái nét xanh đắng nó không phải là một cái hơi hướng tự nhiên, và có cảm giác là nó chỉ có cái xác thôi, chứ nó không có cái hồn, cái nét tươi của một cái bông hoa nhài, của một cái cây hoa nhài ngửi ở ngoài, nó không được mang tới tất cả vào đây. Thế nên là nhiều người khi mà ngửi cái top nốt của cái con mít Bangkok này thì các bạn sẽ có cái xu hướng là bị hơi ngọt, và cái thứ hai là nhiều người nói với mình là bị synthetic. Thì có thể là cái lý do là không thể nào vẽ nên được chân thật nhất một cái cây hoa nhài ở ngoài. Thế là mùi hương thì có thể tái tạo được khoảng tầm 70-80%. Thì cũng có cái câu chuyện là trong cái video mình review Bottega Neroli thì em đó có nhiều bạn bảo là ôi mùi đơn điệu quá, ngửi y hệt cái mùi ở ngoài đời sống hàng ngày, chả có gì hay ho cả. Thì mình cũng có chia sẻ rằng đỉnh cao của là mùi hoa trắng đó là làm nó chân thật nhất, nhiều khía cạnh sát với ngoài thực tế nhất. Thì đấy là cái mà mình chia sẻ. Thì cái con mít Bangkok này, nếu như các bạn đã ngửi cái mùi hoa nhài ở ngoài như thế nào, thì khi các bạn nhận đến cái mùi mít Bangkok ấy, các bạn sẽ thấy nó có một cái sự hơi lấn cấn nhẹ. Nhưng mà thực sự cái nét này thì các bạn phải ngửi sát vào và kỹ thì mới thấy. Và một cái câu hỏi tiếp theo đó chính là có trà không? Thì mình xin phép được trả lời rằng có, nhưng rất nhẹ. Và cái mùi trà ở đây nó chỉ xuất hiện ở khi twilight, đó là một cái mùi trà xanh rất nhẹ nhàng. Và lúc này thì mình khá là thích ở cái khoảng khi mà twilight. Nhưng có một cái điều mà mình không thích ở chai nước hoa này khi mà mình đã trải nghiệm một thời gian dài, có nghĩa là cái phần top note của nó và cái phần khi mà twilight nó ở cái khoảng cách rất nhanh. Nghĩa là cái mùi hương này sau khoảng tầm 1 tiếng thôi là các bạn sẽ thấy rằng là nó chuyển biến sang gần như là một chai nước hoa hoàn toàn khác. Và các bạn sẽ không nhận thấy rằng là nó đọng lại cái gì ở phần top note. Vì ở cái phần top note ấy, thì cái nét nhài nó lên cực kỳ rõ rệt, rất đầm, rất dày, và cảm giác chúng ta có thể dùng từ hơi nồng một tí. Đó, nhưng mà sau khoảng tầm 1 tiếng thì cái mùi trà xanh nó lại cực kỳ nhẹ và hơi ngọt xíu. Nhẹ đến mức là cái độ tỏa và cảm giác nó như kiểu mỏng manh. Chúng ta có thể so như kiểu là một cái tệp 500.000 và một tờ 500.000 vậy. Và với mình thì theo như mình đánh giá và mình ngửi những cái sản phẩm ấy mà nó có cái hơi hướng làm như này là mình gọi là bị gãy về mùi hương. Có nghĩa là cái top note làm hơi ối rề, và khi mà dry down phát thì nó bị gãy, cái phần body nó không được làm tốt cho lắm. Nên là khi mà ở trên da mình ở đoạn cuối thì nó tạo cho mình một cái sự hụt hẫng, thay vì là một cái sự mong chờ biến chuyển mùi hương tốt hơn từ cái phần top note, thì tất cả nó như kiểu là một cú lửa vậy. Đó, đấy là với cảm nhận của cá nhân mình về cái sự biến chuyển của mùi hương này. Top note đối với mình không tệ, thậm chí là nó ổn. Nhưng dry down nó lại làm cho mình như kiểu là đang xịt một chai nước hoa khác. Nếu như mà có một cái sự cầu nối ở giữa thì có lẽ nó sẽ tốt hơn rất rất nhiều, thay vì cái sự gãy đứt gãy như vậy. Nên là mình có lẽ là một cái điểm hơi đáng buồn vì thực ra tầm giá như vậy mà mong chờ được một cái mùi trà nó thực sự ngon hẳn như con trà của La Bose thì nó lại bị đắt quá, mọi người nói như vậy. Nhưng mà cái sự biến chuyển của nó lại ok. Còn đây thì giá 1 triệu 6, 1 triệu 7 hoặc 1 triệu 8 cho 60ml thì cái sự đứt gãy nó lại làm mình hơi buồn. Đấy là một cái điều mà mình rất là muốn chia sẻ nếu như bạn nào thực sự ngửi kỹ. Còn nếu mà các bạn chỉ xài đơn giản thôi thì cái vấn đề này nó không quá là quan tâm đâu. Đấy là sự chia sẻ thật. Cái yếu tố tiếp theo đó là về hiệu năng.
Thì như mình nói ban đầu, đó là mùi top nốt rất là dày, nên là các bạn thấy là mới xịt ra thì nó có thể tỏa rất rất tốt. Các bạn ngồi trong cái phòng tầm 10 mét là các bạn hoàn toàn có thể, những người trong phòng là ngửi thấy mùi hương đó, và nó ngửi thấy trong vòng tầm nửa tiếng cho đến 45 phút liền. Còn khi mà dry down rồi thì mùi hương sau khoảng tầm 1 tiếng thì các bạn thấy nó chỉ như một cái lớp lụa mỏng ở trên da, skin scent, và các bạn phải đưa lên thì các bạn mới tìm thấy được Another Tea của Mint Bangkok. Đó, và cái mùi này thì từ lúc mà dry down đến lúc nó biến mất khỏi da mình nó đâu đó khoảng tầm 5 tiếng, và nó rất rất nhẹ và càng ngày nó càng mờ dần thôi. Đấy, đấy là cái phần hiệu năng mà các bạn cần cân nhắc. Nếu mà em này nó làm tốt hơn ở khoảng giữa thôi, mình nghĩ là nó sẽ lưu khá tốt, và dù gì cũng là một trong những cái lựa chọn trà có thể ở mức ổn. Cái câu hỏi tiếp theo đó là mùi hương này nó có phù hợp với mùa hè hay không, hay là chúng ta có thể xài nó vào một cái dịp như thế nào cho hợp lý. Thì với mình, Another Tea của Mint Bangkok nó hoàn toàn có thể mặc được vào những ngày hè tầm 35 độ. Nếu như mà các bạn có ý định là định ra đường với mùi hương này, các bạn nên xịt trước khoảng tầm nửa tiếng hoặc tầm 15 phút để cho mùi hương nó khô ở trên da, cũng như là nó bay bớt cái sự mạnh mẽ ban đầu của cái nét nhài đi, thì các bạn có thể mặc ra đường rất ổn. Và khuyến khích là với những ngày trời nắng nóng quá, tầm trên 35 độ hoặc tầm 40 độ thì các bạn mặc cái mùi hương này ra đường thì hiệu năng nó cũng sẽ bị giảm. Kết hợp với cái việc là khi mà dry down em này nó bị xuống skin scent khá nhanh, nên là cái độ lưu hương nó cũng sẽ bị giảm xuống. Vì thế thì hãy nên mua theo một chai chiết, mang theo chai chiết để xịt dặm lại nếu như bạn có ý định ra ngoài đường trong một cái thời gian dài hơn, hoặc là đi chơi trong một thời gian dài. Đó, còn mình nghĩ là về cái phong cách thì đơn giản, các bạn thích một cái mùi trà, mùi hương này thì nó không hề có cái sự là nghiêng nam hay là nghiêng nữ cả. Một cái tông hoa trắng làm rất nhẹ nhàng, rất là có cái xu hướng kiểu thanh thoát và mềm mại, các bạn có thể mặc được hoàn toàn, không lên cái nét trà rất là nhiều khói, khó ngửi, dày, ngộp, hay là lên cái mùi hoa trắng quá nhiều. Nó vẫn giữ được cái nét hoa trắng và điểm xuyến cái nét trà xanh ở dry down. Vì thế thì đơn giản, chỉ đơn giản là thích mùi trà là các bạn có thể hoàn toàn mặc được Mint Bangkok Another Tea, rất dễ dùng ở trong cái tầm giá và với cái thời tiết nhiệt độ tầm loanh quanh tầm 35 độ, các bạn vẫn có thể mặc được cái mùi hương này ra đường. Đó, cải thiện tốt hơn về hiệu năng thì nên xịt lên quần áo, khuyến khích là như vậy. Và chốt lại thì cái mùi hương này nó có nên mua hay không, thì như lúc ấy chia sẻ, đó là ở cái phần giữa thì mùi hương nó biến chuyển quá nhanh, với mình thì đây là một điểm trừ. Đó, nhưng mà với những người dùng bình thường thì chắc chắn là các bạn vẫn sẽ yêu thích, đặc biệt là cái phần top note của nó sẽ đáp ứng được nhu cầu, chắc là khoảng được 70% đến 80% những người tìm mùi trà nhài là các bạn sẽ thích. Và cái thứ hai đó là chai nước hoa này nó chỉ có dung tích là 60ml. Vị chi là tính ra thì nếu mà mua chiết thì nó không hề rẻ một xíu nào, nhưng mà nếu như các bạn mua một chai full nó rơi vào tầm loanh quanh hai củ khoai quay đầu, thì đây là một cái mức giá có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu mà cao hơn thì chúng ta có thể mua Oolong Cha, thêm một xíu tiền mua Oolong Cha 50ml cũng được rồi, là chúng ta có một cái mùi nước rửa bát nước rửa bát trà nhưng mà bám tỏa tốt hơn rất nhiều, và nó nghiêng hè nhiều hơn so với Another Tea. Còn với mình thì mình sẽ không mua chai nước hoa này, và theo như nguyện vọng của em Phúc Deep Tick thì sau khi tôi review chai nước hoa này xong thì tôi cũng sẽ tặng cho em ý, chứ tôi không có nhu cầu là giữ lại chai nước hoa này, tại vì với mình thì đây không phải gu của mình. Và vừa rồi thì đó là chia sẻ nhanh về Another Tea của nhà Mint Bangkok. Hy vọng rằng là sẽ giúp các bạn trong cái vấn đề là đang lăn tăn lựa chọn có nên mua chai nước hoa mùi trà này hay không. Và nếu như các bạn thấy video này hay, hoặc là các bạn đã thấy rằng là đã sử dụng qua, có vấn đề gì hay là muốn chia sẻ thêm những cái gì hay ho về Another Tea hoặc cái nhà Mint Bangkok này, hay là muốn mình làm review Tusseren, thì các bạn hoàn toàn có thể bình luận ở phía dưới. Và video đến đây thì xin hết, và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.